What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss. Thì ngày hôm nay nhân dịp có một vị khách đặt cho mình build một cái kit 68 giá rẻ đó. Thì hôm nay mình sẽ cùng build luôn thử em kit 68 này. Đồng thời là cái kit này hiện tại bên mình đang có giá khá là rẻ. Rồi anh em cùng mình thử xem thử sau khi build thì với cái tầm giá khoảng hơn 1 triệu thôi thì nó có ok không nhé. Let's go. Đầu tiên thì các bạn sẽ phải mở cái con kit F68 này ra. Thì với cái con kit này nó mở ra cũng khá là đơn giản thôi, nó có chỉ có 3 4 con ốc gì đấy. À, nó có tất cả tổng cộng là 6 con ốc. Sau khi mở hết ốc ở mặt trên thì chúng ta chỉ việc nhấc cái pallet ra mà thôi. Sau khi nhấc ra thì chúng ta thấy nó đã có lót sẵn foam rồi, foam PCB với lại giữa PCB với pallet rồi đó. Ở dưới thì chúng ta sẽ thấy cái mặt ở dưới đây rồi. Sau khi mở ra thì chúng ta sẽ thấy cục pin ở phía dưới, chúng ta sẽ có hai cục, mỗi cục là 2000 mAh. Và với cái con này chúng ta có thể thấy được là cái cung ở dưới của nó chưa có lót gì hết, tức là chưa có foam đáy, thì chúng ta phải lót foam đáy cho em này. Tuy nhiên thì cái độ rỗng của con này thì rất là ít, tại vì cái PC của nó cũng đã gắn khá là sát với lại đáy của cái khay rồi, cho nên là khi các bạn lót thì các bạn lót mỏng thôi nhé, đừng có lót dày quá nó sẽ bị đội cái PCB lên. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lót hết foam cao su lưu hóa vào trong cái khay của em này. Ok, như vậy là mình đã lót xong cái phần đáy của em này. Thì với mình thì lót như vậy đã là ok rồi. Chứ còn nếu mà chúng ta lót thêm một lớp nữa thì thực sự là nó sẽ rất là dày. Đó, và cũng không cần thiết lắm. Với em này thì mình sẽ không có tép mót, tại vì mình không có muốn nó nổ lóc tóc, mà mình chỉ muốn nó có thể có cảm giác silent nhất có thể, tức là nó sẽ im. Đó. Nếu mà được thì các bạn có thể đổ silicone, tuy nhiên thì đổ silicone khá là tốn kém và nó cũng rất là hên xui, cho nên là theo mình nghĩ thì dùng cái foam cao su lưu hóa này là ok nhất. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp cái mặt vô lại nha. Ok, sau khi các bạn lắp cái mặt vô thì các bạn lưu ý là khi mình lắp mình nhớ kiểm tra xem cái cần gạt ở dưới này nó có lồi đủ đủ để chúng ta có thể gạt không. Nhiều khi nếu mà các bạn lót dày quá thì nó sẽ độn cái này lên, nó sẽ bị kênh và chúng ta không có thể gạt được nữa, tại vì nó đẩy lên quá cao. Như vậy là khá là ok rồi, chúng ta sẽ gắp lắp cái plate vô lại. Và trước khi chúng ta lắp vít thì chúng ta sẽ thử các cái thanh start trước nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thử kiểm tra các cái thanh start trước. Hôm nay thì mình sẽ dùng một loại switch, đó là switch linear của thằng KTT là Kang YV3. Thì cái dòng switch này thì nó đã được lắp sẵn rồi, nó sẽ đỡ mất công rất là nhiều và giá nó cũng rẻ nữa. Cái dòng switch này thì nó lúc cũng ok nên bấm rất là mượt. Mình nghĩ những bạn nào mà thích kiểu dòng linear thì có thể sử dụng con này mà giá nó cũng rất là sinh viên. Như vậy là nút back đã là ok rồi. Mình sẽ thử xem vị trí của các nút khác nha. Thank you.
Nút Enter cũng rất là ok. Này, cái nút quan trọng nhất là cái nút Space này. Space của em này thì là Space 6.25U. Và với cái Space 6.25U này thì nó cũng đỡ hơn rất là nhiều so với những cái dòng Space 7U á. Thì nó sẽ dễ dàng bị cong bên, nó rất là khó nắn. Ồ, con này cái Space nó làm cũng rất là ok rồi. Nó hơi sạn một xíu thôi. Cái này thì nếu mà được thì mình, thì có lẽ là mình sẽ đúp sơ qua một xíu nữa. Sang nút Shift. Nút Shift này thì có vẻ chưa được ổn lắm. Ok, mình sẽ chỉnh lại nút Shift bên trái và nút Space nha. Như vậy khá là ok rồi. Bây giờ mình sẽ lắp hết switch vào và lắp thêm một bộ keycap vào, cùng sau đó sao test cho anh em nghe thử nha. Sau khi mình đã lắp toàn bộ switch lên thì nếu như mà các bạn muốn chắc chắn thì các bạn nên mở bàn phím lên và check lại tất cả các switch xem thử nó có nhận hết không, và đèn led nó có bị gì không nhé, trước khi mình lắp keycap. Đấy, thì con này đang hỗ trợ 3 mốc LED RGB. Cùng với lại cái switch này thì LED lên cũng rất là sáng nữa. Hôm nay thì mình sẽ lắp cái bộ này đi kèm với một cái bộ keycap rất là ngon. Bộ keycap này thì cũng là chuẩn Cherry, sử dụng chất liệu PPT, in đai súp thôi, nhưng mà nó in rất là ok và đồng thời nó cũng rất là dày nữa. Đó, rất là dày dặn luôn. Nó có rất là nhiều nút hỗ trợ cho chúng ta được nhiều cái layout khác nhau. Đây. Và mình cũng rất thích gõ bằng Profile Cherry nữa. Nó cũng sẽ không quá ồn nào. Với cái switch, dòng switch mới này thì các bạn yên tâm là cho dù các bạn lắp Cherry hay là lắp OEM thì nó cũng sẽ không sợ bị cấn nhé. Mặc dù là mặt ngược hay mặt xuôi gì cũng ok hết. Đó. Ok, như vậy là mình đã lắp xong bộ keycap rồi. Như các bạn thấy thì con này nó kiểu dạng combo hủy diệt LED luôn. Mặc dù là vẫn có LED RGB nhưng mà cái keycap này nó quá dày. Đó, cho nên chúng ta không thể nhìn thấy cái LED đã xuyên qua nổi luôn. À, cái chuyện có LED hay không thì cũng không quan trọng lắm. Với những cái con kit như thế này thì khi mình sử dụng LED thì nó rất hao pin. Đó. Và chúng ta nên tắt LED khi mà sử dụng không dây nhé. Như các bạn thấy thì cái màu lên của nó khá là ok, giữa màu tím, màu xám và màu be kết hợp với thêm bộ kit màu đen nữa, rất là ok luôn. Bây giờ mình sẽ cùng sao test sơ qua cho anh em nghe nhé. Thank you.
Ok, như vậy là mình đã có build xong cho anh em một con kit F68 khá là ngon. Và anh em nghĩ sao về cái tiếng gõ cũng như sau khi build cái kit này? Với cái giá trị build của con này thì tổng thiệt hại của nó thì nó cũng rơi vào khoảng tầm hơn 1 triệu thôi. Khoảng tầm 1 triệu 3, 1 triệu 4 gì đấy. Và hiện tại bên mình nếu như mà các bạn đặt mình build từ A tới Z như thế này, tất cả từ switch đến keycap và cả kit thì bên mình sẽ hỗ trợ mod free như trong video này luôn nhé. Thì các bạn khi mà cầm phím trên tay thì nó sẽ hoàn toàn chỉ để sử dụng luôn thôi, không cần phải làm gì hết và nó rất là ngon rồi. Con này thì được cái là nó sẽ có hot swap 5 chân và cũng hỗ trợ 3 mod cho các bạn thoải mái có thể kết nối cũng như là mang lại rất là tiện. Ok, các bạn có ý kiến về cái bộ kit này thì hãy để lại comment ở phía dưới phần mô tả nhé. Còn nếu mà các bạn muốn đặt hàng thì có thể inbox trên fanpage để đưa ra các option mà các bạn muốn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share và ủng hộ kênh Boss Gear đấy. Bye bye. I'ma park my 9.